10 cách để chống chọi qua những ngày trời nồm ẩm. Nếu ai sống ở khu vực Bắc Bộ thì không thể không biết đến nỗi sợ của thời tiết nồm. Trời nồm là hiện tượng thời tiết khi độ ẩm không khí lên hơn 90%, hơi nước trong không khí ngưng tụ trên các bề mặt, các đồ vật khiến cho mọi vật trở nên ẩm ướt, đôi khi ướt sũng. Thời tiết nồm đôi khi diễn ra trong một thời gian dài, gây nên những khó chịu và phiền toái cho mọi người, nền nhà ẩm ướt như đổ nước, quần áo phơi mấy ngày không khô, đồ điện tử dễ hỏng hóc hay các vật dụng bị mốc dễ gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là một vài chia sẻ giúp các bạn sống sót được qua những ngày trời nồm như những ngày hôm nay. 1. Sử dụng điều hòa chế độ khô dry. Cách chống nồm tốt nhất đồng thời giữ cho nhà khô sạch trong những ngày nồm ẩm đỉnh điểm là hãy bật điều hòa. Tốt nhất bạn nên bật điều hòa chế độ khô để giúp hút ẩm không khí, đồng thời cách này cũng không lưu thông không khí, giúp bảo đảm sức khỏe cho các thành viên, đặc biệt là trong những ngôi nhà có trẻ nhỏ. Chống nồm đơn giản và hiệu quả. 2. Sử dụng máy hút ẩm. Nếu không muốn sử dụng điều hòa hoặc có lý do không thể dùng được điều hòa, bạn có thể tham khảo các dòng máy hút ẩm để giúp không gian sống của mình được khô thoáng. Ưu điểm của dòng máy này là khá nhỏ gọn, hút ẩm tốt, phù hợp với những không gian kín. Giá một chiếc máy hút ẩm khoảng từ 4 đến 7 triệu đồng. 3. Hãy đóng kín cửa. Nhiều người có xu hướng mở hết các loại cửa trong nhà với hy vọng gió sẽ làm nhà khô và thoáng hơn. Tuy nhiên khi trời nồm, điều này là hết sức sai lầm, bởi gió đưa hơi ẩm vào nhà sẽ khiến nhà bạn càng ướt thêm mà thôi. Bởi thế nguyên tắc vàng đầu tiên bạn cần nhớ để chống nồm hiệu quả là hãy đóng kín cửa. 4. Không bật quạt, gió hút không khí ẩm và khiến ngôi nhà của bạn càng trở nên ẩm ướt hơn, bởi vậy tuyệt đối không nên bật quạt nếu không muốn nhà đã ướt lại càng thêm ướt trong ngày nồm ẩm. 5. Nên lau nhà bằng rẻ khô. Một điều cần nhớ trong những ngày nồm là nên hạn chế lau nhà bằng nước, bởi điều đấy chỉ khiến ngôi nhà của bạn thêm ẩm mà thôi. Cách tốt nhất lúc này là hãy dùng rẻ khô, sạch để lau nước trên nền nhà. Nếu thực sự cần lau dọn, hãy dùng khăn cotton vắt thật kỹ rồi mới lau, sau đó dùng rẻ khô và sạch để lau lại ngay lập tức. 6. Các vật liệu hút ẩm. Ngoài ra trên thị trường có rất nhiều vật liệu hút ẩm rẻ tiền mà hiệu quả chống nồm ẩm cao lại dễ áp dụng như than, vôi báo cũ hay khăn khô. Đơn giản nhất bạn cũng có thể để một chậu than củi nhỏ trong phòng, dưới gầm ghế. Để hỗ trợ hút ẩm trong nhà. Các bạn lưu ý là chỉ để than củi khô chứ không đốt chúng và nếu như nhà có trẻ nhỏ thì các bạn cần lưu ý tránh việc bé sẽ lấy ra chơi. Ngoài ra, bạn có thể mua 10 đến 15 kg vôi sống. Đựng vào thùng gỗ hoặc thùng giấy, đặt dưới gầm giường hoặc góc phòng. Khi thời tiết thật ẩm, hoặc nhà lau rất ướt, ta mở nắp thùng vôi ra. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bạn nên đặt vôi vào vị trí thật kín đáo và tránh xa trẻ em. Với những khu vực sử dụng chung và dễ ẩm ướt nhà như cửa ra vào, bồn rửa, cửa nhà tắm, bên cạnh thảm lau, bạn còn có thể đặt thêm một vài tờ báo để hỗ trợ hút ẩm trong thời gian ngắn. Đây là cách hay bởi không phải nhà nào cũng có đủ thảm chùi thay thế trong những ngày nồm ẩm kéo dài. 7. Chống ẩm mốc cho tủ bếp, tủ quần áo. Đối với tủ quần áo, các góc nhà, góc tường bị ẩm nhiều, hãy sử dụng hộp hút ẩm để hạn chế ẩm mốc. Các hộp hút ẩm này có bán nhiều ở các siêu thị lớn, các cửa hàng bán đồ của Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc điểm của hộp hút ẩm là nó hút độ ẩm vào các hạt bên trong và biến thành dạng gel rất sạch sẽ và tiện dụng. 8. Chống mốc và khử khuẩn cho đồ dùng bằng nước nóng. Những đồ dùng gia đình như đũa, muôi bằng tre, gỗ rất dễ bị mốc trong những ngày ẩm. Bởi vậy sau khi rửa bát đĩa mỗi ngày, bạn hãy dùng nước nóng tráng lại lần cuối, phơi ráo hoặc xếp có khoảng cách để đồ dùng được khô, ráo đảm bảo vệ sinh. 9. Để đồ điện tử ở chế độ chờ. Thời tiết ẩm ướt là nguyên nhân khiến các thiết bị điện tử dễ bị hỏng hóc, chập cháy. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần cắm thiết bị liên tục ở chế độ chờ. Ngoài ra, bạn cũng nên duy trì máy hoạt động một vài tiếng mỗi ngày, nhiệt sinh ra sẽ giúp cho các bảng mạch không bị ẩm. Ngoài ra để tránh tình trạng giò điện, mọi người nên tránh kê trực tiếp đồ điện sát nền nhà hoặc bờ tường. Tốt nhất bạn nên đặt các thiết bị điện cao hơn mặt đất khoảng 1 mét và cách tường 10 đến 15 cm. 10. Sử dụng tinh dầu thơm. Để tránh mùi hôi do trời nồm, bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm để ở góc nhà. Nên dùng các mùi nhẹ như lavender, chanh để ngôi nhà có mùi thơm dễ chịu nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những mèo chống ẩm ướt trong mùa nồm.